Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn tập 8 của bộ truyện Ngược Sáng, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Lão quan lang chắp tay đi lại quanh ngôi đền Phan với vẻ mặt tự hào. So với hồi còn mộ ma thần tự phấn, bây giờ ngôi đền đông vui hơn trước rất nhiều. Bỏ qua yếu tố đời sống được nâng cao do nhà nước xóa bỏ bao cấp, một yếu tố khác được nhắc đến là do em trai lão được thánh cho ăn lộc. Riêng khoản này đố kẻ nào dám cãi. Gần trưa, sau khi xem xét mọi nơi, tự nhiên lão quan lang nhẩm tính giờ này chắc dưới vực sâu, thân xác của thằng đồng cô bóng cậu chỉ còn nắm xương tàn. Kể ra, cho người thu nhặt đem tán ở khe núi, cho hồn ma nó không quấy phá cũng là việc nên làm. Rót cho bình hối cốc rượu sâm chính hiệu, lão quan lang thân mật dỗ dai tên lái xe quá cảnh hết thời, căn dặn: ngay khi chú qua bên lào, thằng Khâm Chăng sẽ tìm gặp rồi giao hàng. Việc của chú là cổng qua biên giới về đây. Anh tính công mỗi bánh $150, cứ dạy nhân lên thành tiền. Bình hối nốc cạn cốc rượu, gật gù khen ngon. Bởi vì mấy ngày làm khách ở đền Phan, dù đồ ăn ngon nhưng rượu lại quá tệ. Không thấy quan lang đưa tiền lấy hàng nên Bình hối cố ý đứng đợi. Lúc này Lộc Thổ Phỉ hất hàm nói đẻo: việc của ông là cổng hàng về đây, tiền thanh toán sẽ có bọn người Lào về tận Hà Nội lấy rồi. Mẹ kiếp, giao mấy chục ngàn đô cho ông, quá gửi trứng cho ác. Đợi cho Bình hối đi khuất, lúc này lão Thuận quan lang dặn tên đàn em: thằng đó thuộc loại cùng đinh, bởi vậy không thể hợp tác lâu dài được. Mặc cho tiếng đàn dậy réo rác, tiếng thỉnh chuông gõ mõ từ nhà đền vọng sang, lão Thuận quan lang vẫn bình thản hút thuốc rồi mơ màng đến ngày cưới vợ. Nhưng nói làm sao cho mấy kẻ đệ tử hiểu cũng là một vấn đề. Tận mắt thấy gã em trai chập chén của mình có nhiều tiến bộ khiến lão yên tâm phần nào. Quay sang Lộc Thổ Phỉ, lão quan lang hỏi một việc đang bận tâm: có lẽ cho người xuống vực nhặt xương cốt thằng đồng cô bốn cậu an táng cho tử tế, nếu không hồn ma nó giấc dưỡng rồi quay về phá việc làm ăn. Vốn không tin vào mấy chuyện tâm linh vô bổ, Lộc Thổ Phỉ thản nhiên nói: quan lang chưa già đã mắc bệnh lo xa, tự dưng đi bới đống cứt ra ngửi có phải trách gì không. Biết nói chuyện với thằng gàn dở, thà dạch đầu gối ra còn hơn. Lão quan lang hứng chí liền rủ Lộc Thổ Phỉ: thôi, chú chở quan lang tới mượn tuổng, lâu ngày không gặp lão mo thản, tự nhiên thấy nhớ. Đoạn đường 80 cây số từ đền Phan tới mượn tuổng không được bằng phẳng, bởi đây là đường tỉnh lộ. Chạy ngược xuôi trên đường là những xe tải cũ nát chất đầy sắn, có xe chở các cây lùn được chằng buộc tạm bợ. Ngồi sau con CD Bentley 125 của tên đàn em, lão quan lang chỉ sợ thành xe mà bung ra, lúc đó toàn bộ số hàng sẽ trút xuống người hai thầy trò lão không chừng. Vốn không thích mấy việc hư hư thực thực, thả lão quan lang ở chân ngôi nhà sàn, Lộc Thổ Phỉ hẹn chiều tối sẽ quay lại đón. Bởi lúc chạy tới đây, y thoáng nhìn thấy có một bóng hoa rừng xinh đẹp ngồi quay xa kéo sợi một mình. Rót cho lão quan lang chén rượu ngô, Mo Thản kính cẩn hỏi: mọi việc có được như ý của quan lang không? Ngắm nhìn ngôi nhà bề thế nhất mường tuổng, lão Thuận quan lang thầm nghĩ: nếu như tổ tiên lão vẫn truyền đời làm quan lang cai quản chính xứ Mường, có khi những ngôi nhà sàn này chỉ dành cho đám kẻ hầu người hạ mà thôi. Từ xưa đến nay, nhà của quan lang là nơi uy nghiêm nhất. Nó vừa khẳng định vị thế của chủ nhân, đồng thời đó còn là hộp bàn cũng như phân xử nhiều việc lớn nhỏ. Quan lang xưa nương rẫy bạc ngàn, trâu hàng đàn, còn bạc trắng hoa xòe hay thuốc phiện phải dùng gùi mới đông hết được. Sự giàu sang phú quý là vô kể, quyền lực cũng bao trùm khắp cõi. Hiện nay, đám con cháu như lão chỉ còn bấu víu vào mấy câu chuyện giả sử để tự hào về một thời đã qua. Tặng cho lão mượn con dao găm chui bạc làm kỷ niệm, lão quan lang chậm rãi nói: những việc quan lang cậy nhờ ông đều làm rất tốt. Biết đâu thời gian tới sẽ có lúc ta lại phiền đến thầy Mo.
ngồi uống rượu thịt cho đến khi trời tối hẳn. Tiếng con xe CD Bentley 125 từ xa vọng lại. Lão Quan Lang chia tay với Mô Thản rồi quay về đền Phan. Nếu mọi việc trót lọt, khoảng 23 giờ đêm, Bình Hối sẽ cổng hàng từ bên kia biên giới về. Khi những đoàn khách từ dưới xuôi đã lên xe quay về Hà Nội, Tánh Điên trút bỏ tràng hạt cùng bộ quần áo lụa màu mỡ gà. Trời không lạnh nên y cởi trần mặc quần đùi, tay dao tay thớt đúng sở trường của mình. Mâm cổ gồm đủ các món xào rán và canh mọc được Tánh Điên chuẩn bị xong, đợi Quan Lang cùng đệ tử quay về có đồ ăn ngay. Ba thầy trò Lão Thuận, Quan Lang ăn xong chợp mắt cho đỡ mệt. Đến khi Lộc Thổ Phỉ nhìn đồng hồ hơn 3 giờ sáng, không thấy Bình Hối quay về, y dội đánh thức Quan Lang thông báo. Giờ này thằng Bình Hối chưa quay về, liệu có khi nào nó bị tóm rồi không? Thôi, em chở Quan Lang về Hà Nội ngay, phòng bớt trác. Đưa tay nhìn đồng hồ, thấy còn sớm. Cả buổi chiều, dính hai trận rượu ở nhà Mô Thản và tại đây, nên lão Quan Lang không muốn ngồi sau xe máy chạy mấy trăm cây số về Hà Nội. Nếu không, có lẽ lão lăn ra đường do buồn ngủ. Biết Quan Lang ngại đường xa, nhưng ở lại nguy hiểm, bởi chỉ cần bên công an ập tới sẽ hết đường chạy. Ngồi tính cách này không được, cách kia không ổn. Lúc tính mọi phương án rơi vào bế tắc, Lộc Thổ Phỉ lấy tấm bạc mang ra bìa rừng ngủ. Nếu chẳng may có biến, lúc đó y sẽ nhanh chân tẩu thoát. Ở trong gian nhà ngang, hai anh em lão Quan Lang vẫn ngủ say như chết. Khi những tia nắng chiếu xuống, cả khu rừng như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Lộc Thổ Phỉ vẫn nằm say sưa, mặc cho tiếng xe công nông chở hàng chạy qua còn nhả khói mù mịt. Y chỉ thức dậy khi thấy tiếng Quan Lang réo rắt ngay trên đầu. Vô phúc cơ quan nào thuê ông Lộc làm bảo vệ, trộm nó khuân hết chắc vẫn ngủ ngon lành. Đợi cho tên đệ tử thân tín rửa mặt cho tỉnh ngủ, lão Quan Lang đưa cho Lộc Thổ Phỉ bắp ngô luộc thay đồ ăn sáng. Lão chậm rãi nói: thằng Bình Hối xin cổng cả trăm bánh heroin, nhưng bọn thằng Khâm Chăn không đồng ý, bởi việc đó chưa thỏa thuận. Tuy nhiên với 30 bánh đêm qua, như vậy đủ cho nó cao chạy xa bay rồi. Gã Bình Hối do Lộc Thổ Phỉ giới thiệu, bởi vậy y sững sờ không thốt được câu nào. Tin tức của Quan Lang không phải nghi ngờ, sáng nay chắc bọn người Lào đã gọi điện thông báo. Kể từ ngày Tánh Điên mắc điện thoại, mọi thông tin liên lạc nhanh chóng thuận tiện hơn rất nhiều, khác hẳn kiểu truyền tin theo phương thức xưa cũ. Lộc Thổ Phỉ gặm xong bắp ngô, y đứng dậy nghiến răng tuyên bố: Quan Lang để em truy tìm thằng chó này, tội ăn cắp rồi sẽ xử ngay tại trận. Chú khẩn trương giúp, bởi hàng đã giao nên bọn người Lào sớm gặp để nã cho đủ tiền của chúng nó. Tiếng lão Quan Lang vang lên đầy uy lực. Bản của người Thái nằm gần con suối Hiền Hòa vào mùa khô, nhưng vào mùa lũ đã cướp đi sinh mạng của nhiều người. Nơi đây buổi chiều, sau cả ngày lên nương, những người phụ nữ Thái rủ nhau tắm suối như một nét đẹp văn hóa truyền thống. Không giống như lời đồn thổi dưới xuôi, cánh đàn ông thường tắm ở phía dưới một chút. Họ không tắm chung hỗn độn. Cách đây vài năm, đám thợ xây dựng dưới xuôi lên đây lập nghiệp, những mối tình kinh Thái được dịp nở rộ. Tuy nhiên, do khác biệt văn hóa hoặc nhiều kẻ chỉ lợi dụng sự nhẹ dạ của các cô gái bản, vì thế tình yêu chớm nở trong những triền đồi không biến thành đám cưới. Việc chàng lái xe ở Hà Nội phải lòng, sau đó dắt ba lô đến xin kết duyên cùng cô gái bản Vi Thị Huyến khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dân bản đều công nhận hai người xứng đôi vừa lứa. Theo như giao kết với bố mẹ của Huyến, đợi lễ đón mừng năm mới xong, lúc đó hai người sẽ tổ chức hôn lễ. Sau một buổi đi giúp dân bản sửa nhà, Quan trở về nhà khi đã đánh chén no say. Cuộc sống không bon chen khiến anh quên mất việc mình có gia đình ở Hà Nội và một cậu con trai cần sự góp mặt nuôi dạy của người bố. Khi xách túi quần áo ra khỏi nhà, Quan mang xe máy ra chợ Phùng Hưng bán trao tay cho mấy kẻ hay ngồi hàng nước. Con xe DD còn mới, gồm đầy đủ giấy tờ. Nhưng đám thợ bắt bí, họ xúm vào thi nhau chỉ ra đủ thứ nhược điểm, khiến người bán cảm giác như xe của mình đã nát quá, không bán nhanh có khi chỉ còn như đống sắt dụng. Cầm số tiền bán xe tương đương 12 chỉ vàng, Quan bắt xe ngay tới Điện Biên
để xây dựng hạnh phúc của riêng mình. Hình ảnh vợ con như đám mây mờ che phủ, nó không còn nằm trong suy nghĩ của anh như ngày trước. Bước thấp bước cao về cuối bảng, Quang nhìn thấy một phụ nữ cùng một người đàn ông ngồi ngay ở tảng đá dưới gốc mận. Nhìn họ như cố ý đợi ai đó. Thấy người phụ nữ có nét quen nên anh tiến lại hỏi thăm. Nụ cười trên môi người phụ nữ khiến Quang câm nín. Không biết bằng cách nào, vợ Quang đã có mặt tại ngôi bản toàn người Thái. Không năn nỉ thuyết phục chồng, không một lời trách móc hay khóc lóc giống những phụ nữ bị bạc tình khác, Hiền mỉm cười lấy ra một chai thủy tinh rồi mở nút nghiêng chai rót xuống mặt phiến đá. Viên đá bốc lên khói trắng cùng một mùi khó chịu xộc lên mũi. Hiền thản nhiên giới thiệu: đây là chai acid sulfuric loại đậm đặc. Nếu anh không chịu quay về chăm con, tôi chắc chắn con đĩ Vi Thị Huyến sẽ được rửa mặt và gội đầu nguyên cả chai này, bởi vì tội cướp chồng người khác. Không cần nói, chắc anh cũng biết khuôn mặt sẽ biến dạng khủng khiếp như thế nào. Lúc đó tôi sẽ ngồi xem tình yêu của anh dành cho con đó liệu có sâu đậm nữa không. Nhằm tránh cho cuộc nói chuyện của hai vợ chồng Hiền căng thẳng, Hà đưa cho Quang một điếu thuốc rồi khuyên: thôi cậu thu xếp về xuôi, nếu không á, chính cậu mang tai họa cho người ta. Thật lòng, Hà muốn đôi vợ chồng này đường ai nấy đi, bởi như vậy việc giấm mẻ của hai người không bị ai bàn ra tán vào. Quan trọng nhất với Hà chính là tránh được vụ đánh ghen, bởi Hà không phải là đối thủ của tay công an trẻ khỏe. Qua nhiều sự việc xảy ra, Hà biết người phụ nữ một con này không nói chơi. Với sự quyết đoán của mình, chắc chắn cô ta sẽ hành động, hoặc nếu cần sẽ cho lũ đàn em ra tay tàn độc. Ba người đứng im lặng dưới gốc mận hồi lâu, thấy không tiện, Hiền đưa tay nhìn đồng hồ rồi giao hẹn với chồng: hôm nay là thứ năm, đúng sáng thứ bảy anh phải có mặt ở nhà. Đừng nghĩ đến chuyện đưa nhau đi trốn, bởi lúc đó tôi sẽ khiến cho hai người sống không bằng chết. Bỏ mặc cho Quang đứng như người mất hồn dưới cây mận, Hiền cùng tay một sách nhanh chóng rời đi nhằm tránh sự chú ý của dân bản. Khi ra đến bờ suối, gặp hai gã đàn em đứng phì phèo hút thuốc, trong khi một gã thanh niên giặt quần tè ngay xuống nơi bà con người Thái hay tắm vào những buổi chiều. Hiền nhăn mặt khó chịu, cô bước lại gần nhắc gã đang đái bậy: cẩn thận, không lúc bị dân bản bôi mật ong rồi dí vào tổ kiến, đừng kêu khóc. Đã mò lên đây, đừng nghĩ giống như ở đền lừ mà tin tướng được. Có ngày không tha nổi xác về Hà Nội đâu. Đưa chai axit cho tên còn lại, Hiền căn dặn: nhớ theo dõi kỹ, tuyệt đối không cho bọn này đưa nhau đi trốn. Khi nào thấy ông Quang nhà chị lên xe về Hà Nội, lúc đó hãy theo xe về luôn. Còn nếu đôi này bày trò, cứ mạnh tay xử đẹp. Trong một tuần tháp tùng người đẹp đi lên Lai Châu, Sơn La rồi Điện Biên, đến lúc này Hà mới hình dung hết quy mô của đường dây buôn ma túy do Hiền cầm đầu. Hà sửng sốt vì những gì mình chứng kiến. Anh hiểu rằng mình đang lún sâu vào đường dây tội phạm nguy hiểm. Sau khi giao cho hai tên đàn em ở lại canh chừng gã chồng trẻ, Hiền nói người lái xe chính chỗ ngược ra phía cửa khẩu Tây Trang. Nhưng cô không có ý định qua Lào đánh hàng. Hiền nhắc lái xe ghé ăn tối tại nhà hàng Suối Nậm Hoa, nơi chồng cô bị bọn cướp hàng đập cho tơi tả. Kể từ đó, nhiều biến cố đã xảy ra. Điều này khiến Hà buộc phải chơi sát ván với các đối thủ của mình, do cô đã không còn đường lùi. Chỉ về phía xa xa, Hiền với tư cách mẹ cả giải thích cho tên một sách hiểu: ở trong dân, tức là nương rẫy của đồng bào miền núi, hiện nay có nhiều nơi được làm kho tập kết hàng, nhưng hầu hết bên công an và bộ đội biên phòng có nguồn tin, bởi thế họ triệt phá nhanh lắm. Vừa nghe nói đến công an triệt phá đường dây ma túy, giấc mơ bị tra tay vào còng số 8 lại khiến cho Hà thấy rùng mình. Khi những cô gái Thái bắt đầu cơ hấp mơi lẩu, tức là hát mời rượu, Hà biết tửu lượng của mình kém nên nhường cho gã Long Rỗ tiếp chiêu. Bữa tiệc gần tàn, bình hói như từ dưới đất chui lên, y lấm lét nhìn quanh, sau đó ngồi xuống nói gấp gáp: anh gửi cậu lái xe biển 29 bao tải đựng 30 bánh heroin vừa cướp được của lão Quan Lang. Em cho anh xin tiền còn phán nhanh vào trong Nam,
chẳng may gặp thằng Lộc thổ phỉ, coi như xong đời. Đang ngồi thưởng thức món cá suối nướng của người Thái, không dồ dập hay tỏ ra vui mừng trước thông tin đó, Hiền tự tay rót mấy cốc rượu, mời ba người đàn ông trên bàn tiệc. Sau đó, cô quay lại hỏi thẳng Bình Hói. Anh có hiểu câu tiền trao cháo múc không? Tôi vẫn ngồi đây, không thấy hàng đâu, mà đòi thanh toán tiền. Còn tay lái xe biển 29 như anh vừa nói, hãy nhìn ra bãi xe đếm xem có bao nhiêu xe mang biển 29. Nếu đưa cho nó, anh túm cổ thằng đó đòi tiền. Ớ người vì sự cố bất ngờ, Bình Hối học tóc chạy ra tìm, nhưng con xe chính chỗ đã không còn ở bãi. Y khóc dở méo dở chạy vào trình bày, chắc còn thiếu mỗi nước quỳ lại mẹ cả nữa. Hiền vẫn ăn uống một cách điềm đạm, cô khẽ rít lên. Loại ngu như anh có ngày vào tù sớm. Lái xe đó chuyên chạy dịch vụ, nó chả liên quan đến tôi cùng mấy anh em ngồi đây. Thôi coi như mở để miệng mèo. Mạo hiểm cả mạng sống của mình để cướp hàng của lão Quan Lang, giờ đây hàng mất còn tiền không cầm được, khiến Bình Hối như phát điên. Đôi mắt của gã dại đi, còn bàn tay nắm chặt vào vỏ bia vạn lực của bàn khách ăn gần đó để lại. Dù muốn ăn tươi nuốt sống con mẹ cả, nhưng khuôn mặt lạnh tanh cùng ánh mắt sát thủ của Long Rổ khiến Bình Hối nhũn như con chi chi. Bữa tiệc tối kết thúc, ngay gian chính bắt đầu có điệu múa xòe thái. Hiền mở ví, lấy 10 tờ 100.000 đồng còn mới cứng, dân hàng nước vỉa hè hay gọi là tiền cạo râu được. Cô nhẹ nhàng nói, anh cầm số tiền này trong lúc đi tìm số hàng gửi nhầm, khi nào giao hàng sẽ cấn trừ sau vậy. Coi như cả tôi và anh không có duyên làm ăn với nhau nữa. Buổi uống rượu cần rồi tham gia điều xòe thái kết thúc, khi Hiền cùng Long Rổ với anh chàng Một Sách bước ra ngoài. Một con xe ô tô mang biển kiểm soát của Điện Biên ghé sát vào chỗ ba người đang đứng. Con xe nhanh chóng rời đi trước sự kinh ngạc của Hà, bởi vẫn là con xe cùng người tài xế đã rong ruổi khắp cung đường Tây Bắc cả tuần qua, chỉ khác ở chỗ nó đã thay biển số xe. Con xe lao nhanh trong đêm tối, gã lái xe tranh thủ thông báo, chị liệu diện như thần, lúc thằng Hối ném bao tải đựng mấy chục bánh heroin lên xe, em lượn ngay tới chỗ khác cất hàng xuống đáy, sau đó thay biển số xe. Hiền phì phèo điếu thuốc rồi thản nhiên trả lời, nhà hàng đông khách như thế, thằng đó cho tiền cũng không dám vác cả bao tải heroin xông vào, vừa tham lại vừa ngu, chỉ nhanh chết. Kiểu này sớm muộn rồi cũng rơi vào tay bọn sát thủ của lão Quan Lang. Đường về còn xa, vì thế Hiền nhắc lái xe, có nhạc gì mà bật cho đỡ buồn ngủ đi. Ngay lập tức, bài hát trước ngày hội bán vang lên. Ơi hỡi cô nàng, vì anh đã có ngựa vàng của ai? Em sao không rõ thế? Cây súng này của ai? Còn kia, hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi. Ơi cô nàng, mà anh yêu mến say, ngựa vàng cùng anh xuống núi. Ngày mai, anh quyết thi tài cả ba viên trúng vòng 10, thì đây, em sẽ là người của anh. Quê hương ta ơi, núi cao suối ngàn của ta, mùa xuân hoa thắm, núi đồi rừng xanh, in bóng hai người, mà hai cây súng đang ngồi bên nhau. Sau trận mưa bão mấy ngày, khiến Hà Nội nhiều nơi ngập úng, cây cối bên đường bị bật rễ đổ chắn ngang đường, nhiều khu phố bị mất điện do cây xanh đổ khiến hàng loạt dây điện bị đứt. Đứng trên ban công ngôi nhà cổ nhìn xuống phố, liền thấy cảnh hàng rau đi bán rong bị nhiều người tranh nhau mua. Do mấy hôm trước mưa trắng trời trắng đất nên bà con không chở rau từ ngoại thành vào phố bán được. Nhìn cảnh này, tự nhiên liền nhớ đến thời thơ ấu. Ngày đó, ba mẹ con ôm nhau ngồi trong góc nhà cấp 4 đang bị gió lùa. Mỗi khi có mưa bão, căn nhà lại oằn mình chống đỡ. Nếu không tốc mái thì mọi thứ trong nhà đều ướt sũng. Thậm chí, đến củi nhóm lò cũng không sao cháy được. Ký ức đó đeo bám cô đến tận bây giờ. Trời bắt đầu hửng nắng, nhiều nhà tranh thủ phơi quần áo cho kịp khô. Do hôm nay, học sinh toàn trường vẫn được nghỉ. Bởi thế, Liên tranh thủ vào nhà làm bữa sáng. Sống ở nhà giàu khác một trời một vực. Ở đây không có khái niệm ăn cơm rang hay mua nước phở, nước bún ốc về chan cơm nguội như hồi sống ở Thụy Khuê. Việc của Liên là pha hai cốc sữa nóng, đặt vào khay inox
có chiếc đĩa sứ đặt hai chiếc bánh mì đặc trù, có hôm là bánh sừng bò. Đồ ăn tráng miệng, thường cô sẽ gọt táo hoặc lê theo mùa, nhiều khi chỉ cần thêm chùm nho là xong. Bữa sáng nếu không muốn dùng sữa, cô sẽ pha cà phê để ông ấm bóng ngồi trong nhà ngắm cảnh phố phường và nhâm nhi ly cà phê sáng. Đương nhiên không thể thiếu tiếng nhạc du dương. Có lẽ những chiếc đĩa than quý giá kén người dùng, bởi vậy Liên được yêu cầu không động tới. Kể ra, những lúc lau dọn nhà cửa, mấy tủ kính đựng các món đồ cũ kỹ, cô phải tránh xa vì đó là đồ cổ thật, với giá trị bằng cả gia tài của người khác. Với những người như Liên, cô sẽ không hiểu được vì sao một chiếc đĩa cũ kỹ với những mang rạn vỡ lại có giá cả chục cây vàng. Trong khi chỉ cần bỏ ra vài chỉ vàng, cô sắm luôn cả sọt bát đĩa với đủ hoa văn đẹp đẽ ngay chợ Long Biên. Bắt đầu cuộc sống mới cùng người đàn ông ngang tuổi bố mình, việc này ban đầu có chút khó khăn do suy nghĩ của hai thế hệ khác nhau. Nhưng Liên cảm thấy yên tâm vì ông ấm bấu là người lịch thiệp tinh tế, quyết định dọn về sống chung dưới một mái nhà cùng người tình già đến khá bất ngờ. Bởi lúc tòa xử ly hôn xong, Liên không còn nơi nào để bấu víu. Ngôi nhà ở khu tập thể dưới phố Thụy Khuê không thể bán nhanh được. Trước việc bị tấn công dồn dập từ ông ấm bấu, sự dung dáng của bà Chiêu Thành, nhận thấy cơ hội đổi đời của mình đã tới. Cuối cùng, Liên gật đầu chấp nhận. Trong lúc đợi cô vợ trẻ chuẩn bị bữa ăn sáng, ông ấm báu ngồi thư nhà nhã trên chiếc ghế cổ, dây dẻ an nhiên tự tại giống có. Ngắm bức tranh thủy mặc quen thuộc treo trên tường, điều khiến ông tâm đắc nhất là cảnh một vị đạo sĩ đang ngồi thưởng trà cùng dòng đệ tử ở phía dưới. Nhãn lý hữu dư nhàn, đang sơn lâm thủy thương vịnh, thân ngoại vô trường, giật bố y tố, nhàn rỗi lên núi, tới sông uống rượu vịnh thơ, mặc áo vải ăn chay, chơi đàn đọc sách. Từ ngày có đóa sen trắng ở trong tay, ông ấm báu thấy mình như trẻ hẳn ra, giống là người thích ăn mặc lịch lãm. Vì thế, ông đưa Liên đi may thêm mấy bộ váy cho hợp với đôi. Dân hàng phố, nhiều người thầm ghen tị trước mối tình của ông. Có kẻ độc mồm còn nói: "Để xem có nổi 3721 ngày không, già còn chơi trống bổi, rồi có ngày á mỗi tay vì nó dắt kiệt sức lực." Đáp lại những lời khiếm nhã đó, khi chiều tối mát mẻ, ông ấm báu khoác tay cô vợ trẻ đi dọc phố Hàng Cơn, phố Lương Văn Can ra ngoài bờ hồ hóng gió. Có hôm ông còn đưa Liên vào nhà hàng Thủy Tạ ăn kem hóng gió trước khi quay về. Tuy hạnh phúc là vậy, nhưng điều khiến ông ấm báu lo ngại, không biết thổ lộ cùng ai. Hộp thuốc giúp ông duy trì phong độ hiện đang cạn dần, trong khi nhu cầu cũng như sự phụ thuộc vào nó càng nhiều. Nói chính xác, nếu không có hai viên thuốc trị giá ngang một chỉ vàng, ông chỉ còn lại mỗi cái giỏ phong lưu mã thượng. Mặc dù tiền không thiếu, nhưng việc nhờ mua thuốc không dễ dàng như trước. Thậm chí, hàng dởm bắt đầu tràn lan. Trong lúc chưa tìm ra cách mua được thêm vài hộp để tích trữ, ông ấm báu đành giảm dần tần suất hoạt động để ăn dè hà tiện chỗ thuốc đó. Đang ngồi ăn sáng, chuông điện thoại bất ngờ reo vang. Ông ấm báu nghe điện và trao đổi cùng ai đó hơn 40 phút. Cốc sữa nóng giờ đã nguội, vì thế Liên phải đổ vào chiếc xô inox bé xíu đặt lên bếp hâm lại cho nóng. Đón cốc sữa từ tay cô vợ trẻ, ông ấm báu nhìn thẳng vào mắt Liên rồi thong thả nói: "Cô Chiêu Thành gọi điện thông báo, việc nhờ người tìm kẻ sát hại mẹ em đã có kết quả, nhưng theo anh sự việc nên dừng ở đây." Liên thở phào nhẹ nhõm, đúng như bà Chiêu Thành đã hứa, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa đến ngày giỗ đầu mẹ cô. Cuối cùng, kẻ sát nhân sẽ phải trả giá. Không chấp nhận lời khuyên của ông chồng già, Liên gay gắt đáp trả: "Anh nói nhẹ tin như thế mà nghe được. Nếu người nhà anh như vậy thì tính sao?" Lúc quen nhau, mọi thứ đều long lanh. Khi về sống chung mới bộc lộ ra nhiều điểm xấu. Đóa sen trắng của ông ấm báu cũng vậy. Hóa ra, người đẹp này bản tính không khác con mẹ cả là mấy. Trong cuộc tranh luận hay trao đổi, ông thầm ghét những kẻ chỉ tay vào mặt người khác hoặc gào lên như bị cắt tiết vậy. Nó thể hiện thái độ cũng như lối ứng xử thấp kém. Ông ấm báu đặt cốc sữa nóng xuống bàn rồi điềm tĩnh nói: "Nhà này nói giọng khoa bản, nên con cháu không đi buôn heroin để rước họa vào thân."
em hãy tự vấn lương tâm của mình trước đi. Tiếng con xe Peugeot 102 ở dưới nhà vọng lên, làm cho Liên chợt bừng tỉnh. Cô biết rõ, mẹ mình chết do lòng tham của cô, nhưng lại không dám thừa nhận. Bây giờ, mọi chuyện buông bét, chỉ còn cách gặp kẻ đã đưa cô vào mớ rắc rối này để tháo gỡ. Việc trả thù cho mẹ mình, Liên đã suy tính rất nhiều. Cô quyết định gặp em trai để nói hết mọi việc. Hiện nay, món nợ tiền của 10 bánh heroin vẫn đang treo lơ lửng trên đầu, tính ra cũng gần 28.000 đô la. Với đồng lương giáo viên ít ỏi, chắc cả đời cô không gom đủ tiền trả nợ. Dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, Liên thay quần áo rồi đi gặp chủ nhân của 10 bánh heroin để thương lượng. Có lẽ biết cô có cậu em trai đình đám nên người ta không dám thúc nợ một cách quyết liệt, nếu không sẽ tan nát hết. Buổi tối, nhiều nơi phố phường có điện, nhưng trong làng Khương Thượng chìm trong bóng tối. Vụ cháy nổ trạm biến áp khiến việc khắc phục sự cố không nhanh được. Biết trước như vậy, nhiều nhà chủ động thắp đèn dầu, có nhà dùng nến cho tiện, do lâu ngày không mất điện, họ đã dứt đèn dầu đi từ lâu. Đường làng nhỏ, nhiều chỗ chỉ đủ cho hai xe máy tránh nhau. Hầu hết mọi người đi chậm, đề phòng trẻ nhỏ từ trong ngõ nhỏ lao ra. Do mất điện đúng giờ sinh hoạt, bà con ùa hết ra cửa nhà ngồi thành từng nhóm tán chuyện với nhau. Xen lẫn những ánh đèn dầu le lói vẫn có nhà sáng điện. Không phải nhà họ dùng điện riêng, ánh sáng đó bởi những chiếc đèn tích điện mua trên cửa khẩu Tân Thanh. Hàng Trung Quốc tiện lợi nhưng nhanh hỏng, chỉ có ưu điểm duy nhất là quá rẻ. Vì thế lúc dứt đi không ai thấy sót tiền. Bình Hối nhảy từ xích lô xuống, y không vào làng Khương Thượng từ con ngõ rộng ở chỗ Trường Chinh, chọn đi bằng ngõ nhỏ bên phố Tôn Thất Tùng vì muốn an toàn, luôn lo sợ truy sát. Bởi vậy, chiếc mũ lưỡi trai được Bình Hối đội sụp xuống che gần hết khuôn mặt. Đi qua một nhà ngay đầu ngõ, Bình Hối nhìn thấy bốn người đàn ông cởi trần trùng trục ngồi uống bia cùng nhau. Họ dựng một xe máy rồi cho nổ máy để bật đèn pha chiếu sáng thay vì ngồi dưới ánh đèn hiu hắt. Như một phản xạ tự nhiên, Bình Hối đi nép phía có bóng tối để không ai nhận diện được mình. Sau nhiều ngày dò tìm con xe chính chỗ không có kết quả, số tiền trong túi không đủ làm một chuyến vào Nam để lẩn trốn. Bởi vậy, Bình Hối sống chui lủi nhiều nơi nhằm thoát khỏi sự truy đuổi của lão Quan Lang. Đúng như mấy gã đồng nghiệp cũ cảnh báo, việc tìm con xe chính chỗ đó khác nào tìm chim ở trên rừng. Dù lê một đôi dép tông lào tới các bãi đổ xe, nhưng tuyệt nhiên Bình Hối không gặp lại kẻ hớt tay trên 30 bánh heroin của mình. Nhiều lúc, nghĩ đến miếng ăn tận mồm còn để rơi, khiến Bình Hối phát điên phát rồ. Không có tiền, nên mọi nhu cầu đều bị hạn chế. Giờ đây, có khi cả tháng, Bình Hối mới dám ghé qua hồ Ha Lê một lần, bởi vì y rách còn hơn mấy cô gái ăn sương lượn lờ quanh đó. Trốn tránh, nhưng do cờ bạc đã ngấm sâu vào máu không bỏ được. Mấy sới bạc quen, Bình Hối không dám lai vãng đến vì sợ bị lộc thổ phỉ tóm cổ. Y chọn mấy sới bạc luẩn khuất sâu trong các làng Thủy Lệ, làng Thành Công, và hôm nay y mò đến làng Khương Thượng. Sau 2 tuần bốc gạch, giác xi măng, rồi lái công nông chở vật liệu xây dựng cho bà con ở khu vực Thanh Xuân, chiều nay nhận được tạm ứng lương khiến Bình Hối không còn tâm trạng nằm trong láng cùng tấp thợ xem mấy phim chưởng Hồng Kông nhàm chán nữa. Y quyết định chui vào sới bạc để xốc lại tinh thần. Nhà lão Hồi Lát nằm cuối cùng trong con ngõ nhỏ. Do sân vườn rộng nên các con bạc thích tụ nơi đây, bởi nếu có biến tất cả sẽ chạy theo nhiều hướng khác nhau. Tường rào thấp chỉ cần phi thân qua đã sang đất nhà người khác, hoặc nếu bí quá có thể nhảy xuống ao rồi bơi qua bờ bên kia thoát ra ngoài phố. Đã thành thông lệ, hôm nào lập sới bạc, mụ vợ lão Hồi sẽ vác chiếc ghế đẩu ra ngoài ngõ ngồi canh. Hễ có động, mụ sẽ lưu loa nhằm đánh lạc hướng. Lúc đó trong nhà, các con bạc bịp tẩu thoát. Mấy gia đình ở bên ngoài ngõ đều là họ hàng xa. Bởi vậy, mọi người chọn giải pháp mũ ni che tay cho lành. Dân chứa bạc ghê gớm. Do vậy,
không ai muốn dây vào, họ ngại gia chạm rồi mất tình làng nghĩa xóm. Vừa lách người qua cánh cổng sắt, Bình Hối đã thấy lão Hồi Lát nhăn nhở hỏi thăm. Dạo này bốn nạn hay sao? Tự nhiên thấy chú em mất mặt lâu quá. Trong buồng ngủ chật hẹp, được lão Hồi Lát biến thành sới bạc, hơn chục kẻ máu me chen chúc nhau trên chiếc giường đã cũ. Nhiều lúc tiện mồm, chính lão Hồi Lát khoe. Chiếc giường này là quà cưới của cơ quan cũ. Hồi đó, lão còn làm việc ở ty lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái. Mọi người nghe thì biết vậy, nhưng chuyện giường cưới nhà lão hay có mấy cô gái ăn sương đưa khách về mây mưa là có thật. Ngoài thu tiền hồ cho vay nặng lãi, vợ chồng lão kim luôn chủ nhà chứa, xoay đủ kiểu để kiếm tiền. Vợ chồng lão Hồi Lát không đánh bạc, nhưng nướng hết vào lâu đề. Chính vì thế, dân làng dăm bữa lại chứng kiến cảnh vợ chồng lão đánh chửi nhau. Thậm chí có lần vợ đi vắng, lão Hồi Lát gạ luôn cô gái ăn sương ế khách lên giường với mình để trừ khoản nợ vay nóng. Lúc mụ vợ bất chợt quay về, bác đẻ từ trong nhà lại được dịp bay ra ngoài. Lâu lâu tổ nghệ xốc đĩa thương tình, bởi thế tối nay Bình Hối đặt cửa chẳng hay lẽ đều thắng. Ôm một đống tiền sau nhiều lần bại trận, Bình Hối cho rằng mình lâu nay hết tiền chơi gái, ai dè lại gặp giận đỏ, chơi cờ bạc nhiều đâm khôn ra. Bình Hối quyết định ăn no bằng cách ôm tiền rồi hỏi nhà vệ sinh. Y mò mẫm ra góc giường nhà lão Hồi Lát, đi từ xa, nhưng Bình Hối vẫn nhận ra nhà vệ sinh bởi gió thổi mùi hôi nồng nặc bay vào mũi. Đứng đái dưới gốc cây hồng xiêm cho thoải mái, thay vì quay vào nhà chiến đấu tiếp, Bình Hối kéo sụp mũ bước ra phía cổng sát. Lão Hồi Lát mở khóa cổng hỏi thăm. Sao hôm nay phán sớm vậy? Không buồn trả lời, Bình Hối dúi vào tay lão chủ nhà ba tờ 50.000, tiền này coi như ra lộc. Sau đó, y bước nhanh dọc con ngõ. Từ phía cây nhãn ở phía ngoài, những làn khói thuốc bay nhẹ nhẹ lên không trung. Trời tối quá, nên chỉ nhìn thấy điếu thuốc đỏ rực theo mỗi lần người hút trích một hơi. Đang bước đi, bỗng Bình Hối giật nảy mình. Điếu thuốc cháy dở bay từ góc nhãn rơi ngay trúng mặt. Định lên tiếng chửi, nhưng Bình Hối không sao cất tiếng nổi. Phía sau lưng cánh cổng sát nhà lão Hồi Lát đã khóa chặt. Còn trước mặt y, hiện rõ khuôn mặt của Lộc Thổ Phỉ. Dưới ánh trăng bàn bạc, nhìn khuôn mặt lạnh lẽo và đầy âm khí, như một thần chết. Ngồi hàng nước ngay gần chợ xe máy Phùng Hưng, sau khi điểm tâm sáng bằng bát cháo lòng, lão Thuận Quang Lang lắng nghe mấy thợ xe buôn chuyện cùng nhau. Đây là nguồn thông tin vỉa hè, nhiều khi có giá trị hơn cả đọc chục tờ báo. Sau lần bị Bình Hối cõng mất 30 bánh heroin, là người điềm tĩnh, vì thế lão không tỏ thái độ. Nhưng biết rõ loại cờ bạc như Bình Hối, dù nợ ngập mặt cũng không dám đối ăn dụng túng làm liều. Rõ ràng đằng sau phải có kẻ khác chỉ đạo và giật dây. Nếu không, ôm số lượng nhiều như vậy kiếm người tiêu thụ không dễ. Hát chỗ nước trà nguội xuống đường, lão Thuận Quang Lang xin thêm chén trà nóng khác. Lúc này, nghi can số 1 không ai khác ngoài con mẹ cả. Như vậy, mẹ đó trả đũa dụ lão cho quân cướp hàng ngay tại Điện Biên. Xét cho cùng, đây là oan gia ngõ hẹp. Uống gần hết chén trà thứ hai, một tên đàn em đi bộ từ giữa hè ngồi cạnh lão Quang Lang. Y với chiếc điếu cày thông thả vê thuốc, chuẩn bị là một bi. Với giọng thản nhiên, tên này nói rành rò. Báo cáo Quang Lang, chiều nào tầm 4:30, thằng Quang sẽ dắt đứa con trai sang vườn hoa Quốc Tử Giám chơi đùa. Thời điểm đó, con mẹ cả đang giật nhau với thằng Mọt Sách ở ngay khách sạn Á Châu bên phố Linh Lan. Thanh toán tiền cho bà bán quán, lão Quang Lang vỗ vai tên đàn em ra lệnh. Cho người bắt thằng nhóc đưa thẳng lên đền Phan, còn thằng Quang không cần động tới, để mặc cho vợ chồng nó xử lẫn nhau vui hơn. Mưa bão vừa tan, vì thế những người công nhân bên công ty thoát nước bận rộn hơn. Ở những điểm ngập úng,
họ phải xử lý việc tiêu thoát nhanh nhất. Đôi giày trắng của lão quan lang phải hết sức dò dẫm từng bước, nếu không bùn đất dính vào nhìn kém sang. Trên vỉa hè có vài đoạn đường ngăn lại, tốt công nhân bên công ty công viên cây xanh đang dùng cưa máy để cắt những cây đổ. Khi cắt gọn xong, họ chuyển lên ô tô chuyển đi ngay. Mặc dù năm nào trước mùa mưa bão, bên công ty cây xanh đều tổ chức cắt tỉa cành, nhưng khi bão về, số cây bật gốc vẫn nhiều. Có những cây xà cừ loại cổ thụ do bám rễ không sâu nên đổ xuống khiến giao thông buổi sáng bị tắc nghẽn. Gặp ngày mát trời nên lão quan lang la cà mỗi nơi một chút. Lão thay việc đi bộ khiến đầu óc thảnh thơi và suy nghĩ được nhiều việc quan trọng. Con xe Lambretta cổ đắt tiền bây giờ hay hỏng vạc, vì thế chỉ dùng vào việc lượng phố với quãng đường ngắn, sau đó đem dựng góc nhà. Việc mua xe máy khác lão quan lang không có nhu cầu. Nhìn thấy đoàn xích lô gồm 9 chiếc nối đuôi nhau từ sáng sớm, trên mỗi xe lại có 2 người ngồi bưng tráp, lão quan lang thầm khen ông thầy nào chọn ngày chuẩn quá, vừa tan cơn bão là đến ngày hỏi. Nheo mắt nhìn đoàn xe với gam màu đỏ là chủ đạo, lão quan lang tủm tỉm cười, nhớ lại việc gặp Mô Thản hồi tháng trước. Trong bữa rượu cùng lão, lão ngỏ lời nhờ vị thầy Mô nổi tiếng nhất Mường Tuẫn xem ngày tốt cho mình. Dù không tổ chức đám cưới trình trang, nhưng lão muốn lấy vợ đúng ngày đẹp nhất trong năm. Có như vậy mới xứng danh dòng dõi quan lang cai quản chính xứ Mường năm xưa của tổ tiên. Đi vòng quanh các phố đã mỏi chân, lão quan lang quay về nhà vì có hẹn. Nhìn thấy Lộc Thổ Phỉ ngồi trên con xe CD Bentley 125 phì phèo điếu thuốc đợi mình, lão quan lang khẽ gật đầu rồi lấy chiếc kính râm đeo vào cho khỏi bụi. Con xe 125 phân khối sau khi chạy chậm chậm qua những chỗ đông người, đến đoạn đường vắng liền tăng tốc nhằm hướng Lương Sơn thẳng tiến. Ngồi sau xe của tên đàn em thân tính, lão Thuận Quan Lang nghĩ đến người đẹp Quách Thị Lành đang đợi mình trên đó. Người đàn bà dù có 2 con nhưng vẫn đẹp mặn mòi, so với con mẹ cả thì ta không có được vẻ sắc nước hương trời. So với người phụ nữ lão chuẩn bị lập làm chính thất cũng kém xa vài bậc, nhưng lão vẫn thích, bởi vì mỗi khi về Lương Sơn lão có ngay người hầu ngủ. Nếu còn lượng trên sơn la nhiều, chắc chắn lão sẽ tuyển thêm một em nữa trên đó. Xe chạy qua đường Nguyễn Trãi, khi tới gần bến xe Sơn La, trong đầu lão quan lang thoáng nghĩ tới người phụ nữ Thái. Không biết dạo này thị ta bị chồng xích chân dưới cầu thang nhà sàn, hay là xe khách lao xuống giật nên không thấy xuất hiện mấy tháng liền. Vốn không thích bị phụ thuộc vào ai, bởi vậy lão quan lang luôn có những người đàn bà khác ở bên cạnh, như vậy mới tỏ rõ khí chất của con nhà dòng dõi. Trong lúc đợi người đẹp xứ Mường chuẩn bị đồ ăn cho 2 người, lão quan lang khẽ lầu bầu: Mẹ kiếp, làm có vài món mà lâu như nấu trăm mâm cỗ khao cả họ vậy. Việc này có ông Tánh chỉ loáng cái là xong. Lộc Thổ Phỉ đợi quan lang qua cơn bực tức, lúc này y cởi chiếc áo phông có hình cô gái khỏa thân ném vào góc nhà rồi cởi trần cho mát. Vừa cầm chiếc quạt phe phẩy, Lộc vừa báo cáo: Đúng như quan lang dự đoán, thằng Bình Hối có chết cũng không rời xa những sới bạc. Đêm qua đệ vừa tóm được nó ở ngay giữa làng Khương Thượng. Không nhìn thấy 30 bánh heroin đâu, lão quan lang đoán ngay Bình Hối đã tìm nơi tiêu thụ, hoặc có kẻ ôm hết số hàng đó. Lão khẽ tạc lưỡi, dấu hiệu của việc tiếc rẻ. Lộc Thổ Phỉ giải thích: Gặp đệ, thằng chó sợ đái cả ra quần, nên đệ phải dỗ về động viên mãi. Cuối cùng nó khai vụ cướp hàng này do con mẹ cả giật dây, nhưng thằng mất dạy lại không nhận được xu nào, bởi vì con mẹ cả sai đàn em làm xiết cướp số hàng đó. Đợi người đẹp bưng mâm lên, thầy trò lão quan lang bắt đầu đánh chén cùng nhau. Riêng lũ đàn em ở Hà Nội, tối qua lão quan lang đã phát triển cho liên hoan. Lão nghe nói hôm nay cả lũ kéo nhau ra đê Nhật Tân đánh chén thịt chó. Trời mưa bão xong nên thời tiết mát mẻ, có mẹt thịt chó mắm tôm cùng mấy chai rượu thì quên trời quên đất. Nhưng lão Thuận về Lương Sơn là có lý do riêng. Gần tàn bữa rượu, lão Thuận quan lang làm như vô tình hỏi: Sao chú không mời về đây làm bữa cho vui? Các cụ hay nói rượu tam trà tứ đó thôi. Cầm nguyên chiếc đùi gà cho vào miệng xé một miếng to, Lộc Thổ Phỉ lạnh lùng thông báo:
Nó ở bẩn, khiến người hôi rình. Vì thế, để cho nó xuống ao rau muống tắm luôn. Chắc là đủ 3 ngày, nó sẽ tự nổi lên. Lão Quan Lang gật gù. Không phải dùng tới dao súng lại hóa hay, coi như uống rượu say, bị thục chân chết đuối. Dính đến án mạng lại phiền phức. Đợi người phụ nữ bưng mâm xuống dưới nhà, lão Quan Lang điềm tĩnh nói. Quan Lang biết chú nhiều việc nên không bao quát được hết. Tối nay anh em mình lên đến đền Phan coi hậu đồng. Sớm muộn gì, con mẹ cả cũng phải mang 30 bánh heroin đến gặp. Lập Thổ Phỉ chưa say, nhưng y không hiểu vì sao Quan Lang có thể hô mang gọi gió khiến con mẹ cả tự đến nộp mạng tận trên sơn la, nhất là tới đền Phan, khác nào đi vào chỗ chết. Mặc cho Lộc Thổ Phỉ cởi trần nằm kéo bể trên nhà sàn, lão Quan Lang nhẹ nhàng bước xuống chính bậc cầu thang. Lão cầm tay người đẹp Quách Thị Lành kéo vào căn nhà kho ở triền đồi. Ngay khi cánh cửa khép lại, lão cùng người đẹp vồ vập nhau làm tình như hai kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng thật ra chỉ có người phụ nữ hai con này cảm thấy thiếu thốn, bởi mấy hôm trước lão Quan Lang du vẻ mây mưa cùng vị hôn thê của mình ở ngôi nhà trong làng thanh nhàn. Trời bắt đầu có những đám mây đen kéo đến, như vậy chắc chắn có những trận mưa to, dù bão đã tan. Kế hoạch lên đền Phan tạm hoãn vì chạy xe đường xa, nếu vô phút gặp ngay con xe tải mất lái sẽ phơi thay nơi quốc lộ. Nhìn đồng hồ chưa tới 5 giờ chiều, Lộc Thổ Phỉ quả quyết. Nếu Quan Lang chưa muốn chạy lên đền Phan trong tối nay, vậy em quay về Hà Nội giải quyết việc riêng rồi sáng mai quay lại sớm. Nhận được sự chấp thuận của Quan Lang, trong nháy mắt, con CD Bentley 125 đã lao ra ngoài đường quốc lộ. Bởi vì Lộc Thổ Phỉ không muốn để mọi việc sang ngày hôm sau. Con người y vốn là vậy, luôn thích giải quyết mọi việc nhanh gọn nhất có thể, kể cả việc giết người theo lệnh của Quan Lang. Hà Nội mưa rào một trận, sau đó tạnh hẳn. Ngoài đường vắng người đi lại, do đang giờ cơm tối, Lộc Thổ Phỉ mua chiếc bánh mì kẹp thịt, rồi ghé ngay vào quán cà phê nhỏ ngay phố Lương Văn Can ngồi ăn và đợi chị gái. Từ ngày thấy chị gái chuyển về sống cùng ông Ấm Báu, suy đi tính lại, Lộc Thổ Phỉ quyết định im lặng. Ngôi nhà ở phố Hàng Cân hiện chị gái y đang sống. Đã có lần Lộc Thổ Phỉ chở lão Quan Lang đến dằn mặt ông Ấm Báu chỉ vì tội quân sư cho con mẹ cả. Từ nhà đó tới chỗ Lộc đang ngồi không quá 600 mét, bởi vì y không muốn chị gái mình phải chạy xe buổi tối. Dù sao y mừng cho chị gái, bởi hàng ngày đến trường, lúc đó đi bộ chiều ngược lại một đoạn là tới phố Lãng Ông, sẽ không còn cảnh gò lưng đạp xe mấy chục cây số đi dạy học như thời trước. Đó là Lộc Thổ Phỉ nghe mẹ mình kể lại. Còn thời kỳ đó, y vẫn còn đang đóng gạch nuôi lợn trong trại cải tạo. Không phải mất công tìm kiếm, liền thấy con xe CD Bentley dựng ngay dưới lòng đường, liền bước vào trong quán. Cô thấy Lộc đang ngồi ăn bánh mì một cách ngon lành. Trên mặt bàn có viên cà phê đen nhỏ từng giọt tí tách. Gọi cho chị gái cốc nước cam nóng, Lộc hỏi ngay. Sống với ông già đó thấy ổn không? Bỏ qua cách ăn nói cọc lóc của em trai, Liên gật đầu xác nhận. Ít ra cũng hơn 10 năm chung sống với người chồng cũ. Quen thói ăn nói bạc mạng, tự nhiên không kìm được miệng, Lộc hỏi tiếp. Già như vậy còn việc chạy cối thế nào? Ăn nói mất dạy, Liên mắng em trai ngay lập tức. Đợi Lộc ăn xong, lúc này Liên bắt đầu kể lể. Hồi chưa ly hôn, cuộc sống khó khăn, đúng lúc đang túng quẫn nên chị có nhận lời chuyển hộ cho đứa bạn chiếc túi bạc có 10 bánh heroin. Chính nó khẳng định vì chị không buôn bán hàng quốc cấm, bởi thế sẽ không gặp rắc rối. Tự nhiên có ngay một đống tiền, lại đỡ tốn công như nuôi lợn, chị nhận lời ngay không kịp suy tính. Bây giờ bình tâm nghĩ lại, chị thấy mình tham và quá ngu, ngộ nhỡ làm sao thì chết. Lộc Thổ Phỉ quá quen với những kiểu gặp phải mấy con lừa và đám cửu vạn nghiệp dư kiểu này. Bởi lúc bị công an tóm, tất cả đều phải lĩnh hết hậu quả. Trong khi đó, những kẻ đứng sau thấy động liền cao chạy xa bay từ lâu. Y hất hàm chất vấn. Đứa nào dụ dỗ bà, sau đó nhét vào tay luôn 10 bánh heroin. Liên biết không giấu được em trai. Cuộc hẹn này vì cô muốn em mình hiểu rõ vấn đề, bởi vậy cô thành thật kể lại.
Cái Minh á, người cùng huyện nhưng khác xã. Ngày trước nó và chị học cùng khóa với nhau tại trường sư phạm. Ngày chị cưới nó đã về nhà mình dự, nhưng lúc đó em còn đang trong trại nên không biết. Ngại ngần hồi lâu, Liên kể tiếp. Ra trường á, nó về Hà Nội nhưng không xin được việc. Sau này có làm nhiều việc linh tinh để bám trụ. Năm ngoái chị vô tình gặp nó ngay ở phố Hàng Quạt. Vì thế bọn chị cho nhau địa chỉ để liên lạc. Đợt chị ghé chơi nhà nó, không biết có nói chuyện gì liên quan tới tiền bạc á. Vì thế nó trao cho chị túi heroin, rồi dặn sẽ có người liên lạc để lấy, không phải xách ra ngoài đường nên rất an toàn. Sốt ruột vì câu chuyện con cà con kê không đi vào trọng tâm, Lộc Thổ Phỉ chen ngang. Tóm lại, con Minh bạn bà là chú Hàng đúng không? Liên nhìn quanh sợ người khác nghe thấy, cô khẽ thì thào. Không phải, nó sống như vợ chồng với thằng người Lào. Chính thằng đó là trùm phân phối hàng. Tuy nhiên số con Minh đen, vì thằng đó chưa kịp mua nhà mới cho nó, tự nhiên lăn ra chết ngay trước cửa nhà. Như có một luồng điện chạy qua người, Lộc Thổ Phỉ nhớ ngay đến gã người Lào xiên mát. Nếu như vậy, con mụ vợ hờ của lão đang bán dần số heroin để tiêu xài. Vô tình, chị gái y tiếp tay cho việc đó. Lộc Thổ Phỉ hỏi dồn dập. Tôi đoán không nhầm, con Minh nhà ở khu Thanh Xuân. Còn việc 10 bánh heroin có liên quan đến việc mẹ bị chết đúng không? Bởi thế nên chị mới hẹn tôi gấp. Liên bưng mặt hòa khóc nức nở, những giọt nước mắt ân hận và xót xa. Mặc dù nước mắt có chảy thành sông, giờ đây mẹ cô đã phiêu du miền cực lạc. Giống là kẻ sát thủ máu lạnh, nhưng thấy chị gái khóc lóc khiến Lộc Thổ Phỉ bàng hoàng. Y không nghĩ sự đời lại trớ trêu như vậy. Lộc Thổ Phỉ khẽ gằn giọng nói. Từ bây giờ mọi việc còn lại tôi sẽ giải quyết, bà tránh xa cho tôi nhờ. Một cơn mưa do hoàn lưu bão lại trút nước xuống đường phố. Lúc này tất cả bỗng chìm trong đêm tối do khu phố mất điện. Dành nhiều tình cảm cho chồng và cậu con trai. Tuy vậy, Quang giờ đây chỉ còn thân xác là hiện hữu tại ngôi nhà ở phố Hàng Cháo. Hồn vía Quang đã bỏ lại nơi bản nhỏ của người dân tộc Thái trên Điện Biên. Hôm trước, bất lực gì không sao cảm hóa được chồng, hiện đã cay đắng thốt lên. Anh không vì tôi cũng được, nhưng hãy vì đứa con bé bỏng này. Tôi hứa ngay khi con vào lớp 1, lúc đó anh được tự do lên Tây Bắc sống một phần đời còn lại. Giống là người có nhu cầu tình dục cao, để bù đắp vào sự thiếu hụt đó, bây giờ Hiền công khai đưa anh chàng một sách đi mọi nơi cùng mình. Khách sạn Á Châu là điểm hẹn lý tưởng. Trong suy nghĩ của mình, Hiền đã cân nhắc tới phương án bỏ quan để chính thức sống cùng Hà. Dù sao, làm vợ một người có học vẫn hơn là tiếp tục chung chạ với những gã tứ chiến giang hồ như lão Thuận Quan Lan. Không muốn mang tiếng thay chồng như thay áo, nhưng nếu giữ một kẻ đã cạn tình sẽ vô ích, giống một kẻ chơi cờ lão luyện. Hiền đã tính đến chuyện xóa hẳn bàn cờ để làm lại dáng mới. Kiểu như việc xây ngôi khách sạn bề thế sang trọng này, cô cho đập bỏ toàn bộ để xây mới theo ý mình. Mọi sự sửa chữa mang tính chấp giá đều mang tính tạm bợ, kể cả trong vấn đề hôn nhân. Ngồi từ trên phòng 304 của khách sạn, Hiền đọc hết những tờ báo vừa mua trên đường từ nhà tới đây. Bởi tin tức về những vụ án buôn bán ma túy giúp ích cô rất nhiều, sự việc đường dây vận chuyển và buôn bán heroin của nhiều kẻ máu mặt khác bị bộ công an triệt phá khiến các giao dịch bị ngưng trệ. Nhận thấy lượng tiền của mình không hề ít, nhà cửa đã có mấy căn ở những khu phố sầm uất, chưa kể khách sạn Á Châu bắt đầu có khách, thậm chí nhiều người hỏi mua lại với giá cao. Sợ có ngày đường dây của mình chịu chung số phận với tư cách mẹ cả, nên Hiền đã ra lệnh tất cả phải án binh bất động. Mọi liên lạc với nhóm người Lào đều chấm dứt cho đến khi có lệnh mới. Thời gian này, mọi kế hoạch nhằm triệt hạ đường dây của lão Quan Lan đều tạm dừng. Bởi khi mọi việc vỡ lở, lúc đó bên công an sẽ không mất công lại tóm được cả ổ. Nghĩ đến cảnh phải dựa cột để những viên đạn găm vào người, lần đầu tiên sau nhiều năm, Hiền bắt đầu cảm thấy lo sợ khi tất cả nhiều lúc sẽ mất sạch. Cuối năm không quá lạnh như đợt gió mùa đông bắc tháng trước,
vẫn chỉ mặc thêm chiếc áo khoác gió là đủ ấm. Sau chuyến đi công tác miền Nam đợt trước, nhiều lúc Hà muốn dọn về khách sạn Á Châu ở cùng bà chủ xinh đẹp, nhưng do Hiền buổi tối vẫn về làm trọn bổn phận người vợ người mẹ nên Hà đành quay về phố Thụy Khuê. Căn nhà rao bán từ lâu nhưng người xem chưa trả giá như ý muốn, bởi thế hai vợ chồng Hà vẫn còn vướng mắc nốt khoản chia tiền là xong. Hóa ra việc ly hôn không quá xáo trộn cuộc sống như Hà từng nghĩ, thậm chí nó khiến anh trở nên tự tin hơn rất nhiều. Mọi gông xiềng được rũ bỏ, giúp cho Hà được sống cho bản thân và theo đuổi nhiều đam mê do ngày xưa vướng bận gia đình nên chưa thực hiện được. Không giống như Hiền có nhiều tham vọng, đối với Hà, có một công việc ổn định, được lãnh lương hàng tháng, rồi sống dưới một mái nhà không cần rộng quá, như vậy là quá đủ. Ngồi làm việc, nhưng Hà thấy tâm trạng bất an. Tin tức về những kẻ buôn cái chết trắng bị bắt đã gây rúng động dư luận. Những lo sợ ngày nào giờ đây lại quay về. Chiếc còng số 8 khiến Hà không còn tâm trí để làm việc. Khi tay đã nhún chàm nên gột rửa không dễ. Ân hận là thế, nhưng Hà không biết thoát ra bằng cách nào. Ngồi kỳ cạch những trang biên tập trên con máy tính 486, Hà thấy nó hiện đại hơn rất nhiều so với việc phải dò từng trang bản thảo. Thoáng trong đầu ý nghĩ viết lại toàn bộ sự việc vận chuyển ma túy dưới dạng nhật ký, bởi những dòng viết ra trở thành bằng chứng tố cáo nên Hà đành ngậm ngùi gác lại. Ngay khi nhìn đồng hồ thấy hết giờ làm việc, Hà nhanh chóng tắt máy tính, cho tài liệu vào trong tủ khóa lại rồi rời cơ quan. Để tiện cho công việc của mình, thay vì phải ôn cả tập tài liệu như ngày trước, anh chỉ cần cốt dữ liệu vào chiếc đĩa mềm nhét túi áo là lên đường. Nhìn thấy anh chàng một sách xuất hiện ngay cửa phòng, Hiền mỉm cười nhìn đồng hồ rồi trách yêu. Hôm nay á, anh đến trả bài muộn 20 phút, vậy phạt gì bây giờ? Mặc cho Hà thanh minh đường đông lại ghé đổ xăng nên tới muộn, Hiền nhất quyết không nghe, kéo luôn người tình của mình vào trong nhà tắm. So với những lần nhìn trộm người đẹp đứng dội nước ở dưới bếp trước đây, việc hai người tắm chung trong bồn sứ trắng lại có tiếng nhạc du dương, đúng là khác nhau một trời một vực. Tắm xong là lúc cả hai lao vào nhau ngấu nghiến. Mặc dù từ ngày ly dị vợ, hầu như tuần nào Hà cũng tới đây cùng Hiền vui thú ít nhất 3 lần. Thậm chí có những ngày cuối tuần hai người ở bên nhau từ sáng cho đến tối mịt. Đang lúc hai kẻ cuồng si chìm trong khoái lạc, phía bên ngoài có tiếng đập cửa liên hồi. Nhưng do mãi mê ân ái nên Hiền không nghĩ tiếng gõ cửa đó dành cho mình. Chỉ đến lúc cánh cửa bị đập tung, lúc này Hiền bất ngờ thấy gã chồng trẻ chạy sộc vào phòng. Sự việc xảy ra quá nhanh nên cả hai không kịp mặc lại quần áo. Tuy nhiên Quang không bận tâm đến việc này, chỉ hét lên: "Bọn nó bắt cóc thằng Tuấn Kiệt rồi. Chúng nói cô mang 30 bánh heroin lên đền Phan để trao đổi. Nếu chậm, nó sẽ cho thằng bé vào chảo cùng mấy cân thuốc phiện để nấu thành cao." Nhìn khuôn mặt sưng tím của chồng, Hiền biết ngay Quang không nói dối, bởi chồng cô không hề biết vụ cướp heroin với số lượng chính xác như vậy. Không cần nhắc, Hiền vẫn biết đền Phan hiện thuộc quản lý của ai. Dính đòn độc của lão Quang Lan khiến mẹ cả choáng váng. Cô không nghĩ ngay giữa thủ đô, đám đàn em của lão Quang Lan dẫn ra tay như chốn núi rừng Tây Bắc. Chiêu này quả thật cao tay, khiến cho Hiền không ngờ đến. Nhưng việc dám động đến con trai cô chứng tỏ cả hai không còn gì để mất. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng. Chỉ ít phút sau, mấy tên đàn em do Long Rổ cầm đầu bước vào phòng 304 để bàn cách đối phó. Ngồi sau bàn làm việc, mẹ cả hút điếu thuốc thứ ba kể từ lúc được chồng báo tin. Sau một hồi suy đi tính lại, Hiền ra lệnh: "Anh Long chuẩn bị 2 xe ô tô, chút nữa xuất phát đi Sơn La luôn. Trên đường đi sẽ mua đồ ăn tối cho anh em." Long Rổ hỏi lại: "Vậy còn số heroin thì sao? Không nhẽ phải trả lại?" Rít thêm một hơi thuốc, Hiền lạnh lùng nhắc lại: "Bây giờ ưu tiên việc cứu thằng bé, dùng 30 bánh heroin chuộc mạng là xứng đáng. Nhớ dặn anh em mang vũ khí. Sau khi đưa thằng bé cho bố nó dắt ra xe ô tô, gặp người đâm người, gặp chó giết chó để xóa sổ lũ mồi rợ đó." Không nói câu nào, sau khi báo tin cho vợ việc con trai bị bắt cóc, không tỏ thái độ khi thấy vợ mình quằn quại trong tay gã đàn ông khác. Nhưng lúc này, Quang bật ra câu nói như vô thức, lại giống như lời cảnh báo:
rồi có lúc á người thổ mổ người kinh. Đúng 7 giờ tối, hai con xe 9 chỗ từ phố Linh Lan chạy lên Sơn La. Để chồng mình không gây rắc rối, Hiền nhát gã Long Rổ ngồi kèm sát ở xe đi sau. Cô cùng Hà với hai tên đàn em thân tính ngồi xe đầu.